Xin chào anh chị nhà đầu tư. Quay lại cái chương trình cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 các cái doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì trong cái nội dung này tôi sẽ cập nhật cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 của cổ phiếu PNG. Thì về tổng quan, bài trình bày của tôi gồm có 3 phần. Một là những cái mảng kinh doanh của PNG năm 2022. Thứ hai là phân tích đánh giá về toàn diện về PNG. Thứ ba là update về kết quả kinh doanh quý 1 2022. Cũng như là đưa ra những cái đánh giá về triển vọng với cổ phiếu PNG này. Trước tiên là chúng ta sẽ vào những mảng kinh doanh của PNG. Thì đây là những cái dòng kinh doanh, những sản phẩm kinh doanh chính của PNG. Đầu tiên là cái thương hiệu PNG. Thì nó nhãn hàng này nó liên quan trang sức vàng PNG, rồi là PNG Silver, rồi Style PNG, rồi là các cái hãng khác, rồi bên cạnh đó thì có cả đồng hồ, vân vân, đúng không? Rồi các cái quà tặng, thì trong đó cái thương hiệu PNG là chiếm chủ đạo và là chính. Tiếp theo về cái hệ thống cửa hàng của PNG đến hết quý 1 năm 2022 thì gồm có 340 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó thì chủ đạo nhất vẫn là PNG God Gold thì với 320 cửa hàng, và các cái cửa hàng khác về cơ bản cũng có nhưng nó tương đối nhỏ. Thì trong quý 1 2022 thì PNG Gold đã mở thêm 2 cửa hàng và nâng cấp 3 cửa hàng. PNG Silver thì đóng cửa 4 cửa hàng do cái doanh thu nó nhỏ quá, nó đóng góp không đáng kể. Rồi tính đến cuối quý 1 năm 2022 thì hệ thống PNG như đã nói có 340 cửa hàng, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng cái việc mở thêm cửa hàng PNG không quá nhiều. Điều này nó lại cho thấy một điều rất thú vị. Đó là PNG đã đẩy mạnh được cái việc bán hàng online rất tốt và nâng doanh số trên các cửa hàng cũ rất mạnh mẽ. Thì đây chính là cái kết quả của việc tập trung vào chuyển đổi số, tập trung vào online hóa, từ ứng dụng công nghệ rồi đến các chiến lược marketing có thể đi đến được từng khách hàng mục tiêu. Thì do đó cái hiệu quả của PNG nó sẽ tăng cao trong năm 2022 cũng như các năm tới. Tiếp theo là liên quan đến phân tích yếu tố về tổng quan về PNG. Thì ở đây đó là yếu tố về vĩ mô, thì chúng tôi đánh giá là kinh tế của chúng ta đang phục hồi trở lại khá là tốt, đúng không ạ? Khá là tốt. Cơ cấu dân số vàng thì tăng trưởng tầng lớp trung lưu rất mạnh, thị trường trang sức thì còn phân mảnh, còn cơ hội để cho PNG tiếp tục gia tăng lại thị phần của mình. Về cái vấn đề tiêu cực trong vĩ mô là ngành vàng có thể bị thu hẹp do sự mở rộng của các ngành khác, ví dụ như là đồng hồ công nghệ, vân vân. Đó, thì đấy là những cái nội dung chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà tóm lại về cái vấn vĩ mô thì AZFIN đánh giá rằng tích cực nó nhiều hơn tiêu cực. Tiếp theo là về cái lợi thế cạnh tranh, thì về cơ bản là tiêu cực thì PNG gần như là không có. Còn về tích cực thì rào cản gia nhập ngành nó rất lớn, đúng không? Rất lớn đối với ngành này. Và doanh nghiệp phải được cấp giấy phép mới, được nhập về để sản xuất, rồi là nó liên quan đến rất nhiều thứ khác nữa để gia nhập được cái ngành này, không hề đơn giản. Cái thương hiệu rất quan trọng. Rồi là kênh phân phối thì rộng của PNG số 1 Việt Nam, rồi đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao cũng số 1 Việt Nam, thương hiệu mạnh, ngành vàng nói chung thì giữ chân được khách hàng, do mua ở đâu thì bán ở đấy, tập khách hàng thì nó tương đối trung thành, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua ở cửa hàng vàng này thì mình bán ở đó thì giá sẽ cao hơn so với việc đi bán chỗ khác. Về quản trị công ty thì yếu tố tích cực là lãnh đạo tham vọng, ứng dụng công nghệ rất là mạnh. Về tiêu cực thì có một cái điều nhỏ thôi, đó là tôi thấy rằng là cái việc sử dụng vốn của PNG thực sự là có thể hiệu quả hơn. Bởi vì họ phát hành cổ phiếu rồi họ ESOP thì cái vốn chủ sở hữu nó rất lớn, tỷ lệ lợi vay trên vốn chủ sở hữu rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, trong khi là PNG hoàn toàn có thể sử dụng nhiều nợ vay hơn, bớt vốn chủ sở hữu đi để làm cái hiệu quả tối đa cho cái cổ đông cao hơn được thì tốt. Thì đấy chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ thôi. Còn về định giá về cái câu chuyện thì định giá về tích cực thì đại dịch đã qua đi, tiêu dùng sẽ quay trở lại và đã quay trở lại rất mạnh mẽ như chúng ta thấy ở quý 1 năm 2022 này. Thì PE dự phóng cho 2022 thì khoảng độ 16,7 lần với giá khoảng 100k, nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là có xác suất rất cao
PE dự phóng nó còn khoảng 15 lần thôi, bởi vì cái kết quả kinh doanh của PLG hoàn toàn có thể vượt kế hoạch khá cao nếu cái tình hình vĩ mô diễn ra vẫn như hiện nay. Về tiêu cực thì ở mảng này thì nó có những cái ẩn số và nó dễ bị ảnh hưởng về cái câu chuyện liên quan đến ví dụ đóng cửa, liên quan đến những cái ảnh hưởng như dịch Covid vừa rồi, thì đấy là cái tiêu cực có thể diễn ra. Và vàng thì nó lại có biến động rất mạnh, thì phần nào ảnh hưởng đến cái việc định giá của cái cổ phiếu PNG này. Tiếp theo là về cái vấn đề kết quả kinh doanh quý 1 2022, thì với doanh thu thì tăng tới 14,2%, lợi nhuận gộp thì tăng 32,9%, lợi nhuận sau thuế thì tăng 40,7%. Thì nhìn qua đây chúng ta thấy biên lợi nhuận gộp giảm, nguyên nhân chủ yếu là do vàng có cái tỷ trọng tăng cao, trong khi bán vàng vật chất thì về cơ bản biên nó mỏng. Nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy một sự tích cực, đó là lợi nhuận sau thuế biên rất cao, tăng rất mạnh. Thì điều này là qua phân tích kỹ thì chúng tôi thấy rằng cái biên lợi nhuận của cái mảng trang sức của nó rất tốt, và đặc biệt là các cái chi phí nó giảm được rất nhiều. Như chúng ta thấy ví dụ số lượng cửa hàng thì nó không tăng đáng kể, đúng không? Nhưng doanh thu tăng rất mạnh. Nhân viên nó tăng không đáng kể, nhưng doanh thu tăng rất mạnh. Đúng không? Về cái việc kết quả kinh doanh thực hiện quý 1 so với cả năm thì doanh thu hoàn thành là 39,3%. Lợi nhuận sau thuế thì hoàn thành tới 54,6%. Và kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 thì rất đột biến và bất ngờ về cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Đó, đấy là về kết quả. Còn đây là cái biểu đồ về bóc tách từng mảng. Một cái điều rất tích cực đó là mảng bán lẻ nó rất lớn và tăng trưởng từ 43,2%. Bán sỉ thì tăng rất nhỏ 12,3%. Thì biên bán lẻ nó mới cao. Về vàng miếng thì cũng tăng 61,1%, tăng rất cao khiến là cái biên lợi nhuận gộp giảm. Nhưng thực tế thì phân tách ra thì cái biên lợi nhuận của nó vẫn tăng. Đó, về tỷ trọng doanh thu quý vị có thể nhìn ở trên này. Của năm 2022 so với 2021 thì rõ ràng bán lẻ nó đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn hơn. Bán lẻ càng lớn hơn, bán sỉ thì giảm. Cái khác thì nó rất nhỏ, không đáng kể. Đó. Thì đánh giá qua một chút về cái kết quả kinh doanh cho cả năm thì cá nhân Phục cũng như là AZFIN Việt Nam thì đánh giá rằng cả năm 2022 nếu không có gì bất thường thì PNG có thể đạt đến mức lợi nhuận sau thuế lên đến 1.700 tỷ. 700 tỷ. Thì ở đây chúng tôi thận trọng, chúng tôi đề ra là 1.500 tỷ thì PE khoảng 16,7 lần. Nếu mà 1.700 tỷ thì PE đâu đó chỉ còn 15 lần. Thì cái mức ý là một mức khá hấp dẫn. PB thì cũng về một mức khá hấp dẫn. Đó, và cái cổ phiếu PNG này, cái doanh nghiệp này sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong các cái năm tiếp theo nhờ vào những cái xu thế vĩ mô như chúng tôi vừa phân tích ở trên. Thì cái cổ phiếu này thì xứng đáng đầu tư cho dài hạn được. Và trên đây là những cái trao đổi đánh giá của chúng tôi về cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 của PNG. Thì chúc quý vị có những cái đánh giá thú vị, hữu ích về cái cổ phiếu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cổ phiếu tiếp theo.